Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em và các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay là chiều thứ hai đầu tuần của ở bên Mỹ. Việt Nam bữa nay là hình như là sáng thứ ba. Việt Nam mình đi trước bên này. Một lần nữa chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Thì hôm nay Lợi Minh muốn live stream là thấy những cái sự việc đang xảy ra trong nước rất là vui. Bà con nhân dân cũng như đất nước đang chuẩn bị đón một cái hội nghị thượng đỉnh của Mỹ và Triều Tiên. Con người ta cuộc sống ở trong nước, người dân đang sống rất là hối hả và nhộn nhịp. Mình thấy rất là vui, rất là hãnh diện một cái con người Việt Nam. Nhưng mà đối với cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ, cái đám dòi bọ khô gách áo ôm khôn nhà dạy chợ, chúng nó lên mạng thì cứ kêu gào biểu tình cái gì. Các bạn thấy cái đám này nó rất là khốn nạn, nó muốn phá hoại cái công cuộc đổi mới và chính sách phát triển của quê hương mình. Các bạn thấy đó, nó đâu có yêu quê hương đất nước gì đâu, toàn là một cái lũ dòi bọ. Người ta hân hoan chào đón cái cộng đồng quốc tế đến với Việt Nam, mà trong cái thượng đỉnh của Mỹ và Triều Tiên thì có mắc mới gì tới ông nội cha nó đâu mà cứ nó ngồi đó biểu tình. Mấy cái đám này nó bị khùng hay gì, mấy cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ này nó khùng hết trơn. Rồi bây giờ lại có mấy cái đám nhân sĩ trí thức bờ hồ, nhân sĩ trí thức bờ hồ đi lợi dụng cái cơ hội của những cái họp thượng đỉnh của cộng đồng quốc tế ở tại Việt Nam đi làm mấy cái chuyện rùi bu. Bởi vì mấy cái đám mà tôi thấy dân chủ ở trong nước rồi mấy cái thành phần chống cộng cực đoan ở bên Mỹ biết là tụi nó bị điên hay gì hết trơn á trời. Mấy thành phần này biết nó bị khùng á, tụi nó đầu óc nó bị cái gì á. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn lần nữa nha. Mình thấy cái vấn đề mà họp thượng đỉnh quyền lợi của Mỹ và Triều Tiên và cái khu bán đảo đó, quyền lợi của Nam Hàn trong đó nữa và Nhật trong đó nữa, về vấn đề mà sự bình yên ở cái khu vực Đông Nam Á mà Mỹ muốn Triều Tiên phát triển về kinh tế hơn là phát triển về vũ khí hạt nhân. Họ đi đến những một cái cuộc họp để đặng và chọn Việt Nam làm một cái điểm để người ta họp, người ta bàn thảo về vấn đề tương lai của đất nước, quyền lợi của cái khu vực Đông Nam Á. Có bắt mới gì tới mấy cái đám mà chống cộng cực đoan bao que xỏ lá ô hợp ở bên Mỹ mà tôi thấy nó nhảy lôi nhôi lúc nhúc như cái con dồi. Tôi thấy tụi nó bài trò rất là tức cười. Nhiều khi mình ngồi mình thấy mấy thành phần này riết rồi nó chống, nó bị quan tưởng hết nói luôn, nó quan tưởng coi như là hết thuốc chữa luôn. Mà mấy cái đám nhân sĩ ở trong nước rồi bây giờ lại hùa theo làm mấy cái chuyện trẻ con, tôi thấy nó rất là đáng tiếc. Các bạn thấy quê hương đất nước mình với sự lãnh đạo của đảng và nhà nước hiện nay rất là bình yên. Cái cuộc họp thượng đỉnh này nó sẽ mang lại ích lợi cho Việt Nam rất là nhiều. Cộng đồng quốc tế người ta sẽ nhìn vào cái thị trường Việt Nam mà mình không cần phải quảng bá. Anh chị em các bạn thấy khắp thế giới, nhà báo và những cái mà về bên ngành báo chí truyền thông rồi đó, họ sẽ đến Việt Nam, họ sẽ đăng tải cái cuộc họp thượng đỉnh này rất là tuyệt vời. Mình không mất phải nhiều tiền để đặng mà đi quảng cáo cái thương trường của Việt Nam. Cái ích lợi của cái họp thượng đỉnh này trong tương lai thì Việt Nam của mình sẽ có những cái lợi thế rất là nhiều về mặt chính trị và kinh tế. Rất là vui, phải nói là rất là hãnh diện anh chị em các bạn. Chúng ta hãnh diện là một con người Việt Nam,
mình luôn luôn hiếu hòa, mình không có muốn tạo ra những cái thù địch với ai cả. Nhưng mà chỉ có mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ và mấy cái đám dân chủ cụi trong nước nó lôi nhôi lối nhốt lóc nhóc như cái con dồi. Mình thấy tụi nó rất là buồn cười, nhất là những cái tên mà và nhân danh nhân sĩ này nhân sĩ kia, đúng là toàn là cái đám dân chủ bờ hồ không ra ôm gì hết. Tụi nó làm những cái trò trẻ con vậy sợ. Cho nên mỗi anh em chúng ta là những người Việt Nam trên cái không gian mạng này, anh em chúng ta cần phải cất lên những cái tiếng nói để đánh bại là những các thành phần chống cộng cực đoan ô hợp trong và ngoài nước, để đẩy lùi chúng nó, bạch mặt chúng nó cho cái cộng đồng mạng người ta hiểu rõ được những cái tâm địa giả nhân giả nghĩa của chúng nó. Mỗi chúng ta, anh em chúng ta là một cái người chiến sĩ trên cái không gian mạng này, sẵn sàng đập tan những cái luận điệu của cái lũ khốn gách áo ôm khôn nhà dại chợ chống cộng cực ngu ô hợp mọi lúc và mọi nơi. Mỗi khi tôi thấy, bây giờ tôi nói thật mà nói, tôi cảm thấy rất là hãnh diện vì các bạn. Mỗi ngày tôi lên không gian mạng, nhất là cái Facebook này, tôi thấy anh chị em các bạn tinh thần yêu nước, những cái tinh thần chiến đấu với cái thành phần mà chống cộng cực đoan ô hợp á, càng lúc rất là mạnh. Chúng ta cố gắng giữ những cái lập trường như vậy để mình hoàn thành sứ mệnh của một người công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta không để cho chúng nó, cái lũ mà chống cộng cực đoan ô hợp, không để cho chúng nó có những cái cơ hội làm quậy phá đất nước của mình. Đây là một cái trách nhiệm của mỗi anh em chúng ta là một cái người dân. Tôi nói mình chỉ là một cái người dân thôi, mình là một cái, mỗi chúng ta là một người chiến sĩ chiến đấu không biết sờn lòng với cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp. Nên cái đám này nó dồi bọ, nó rất là ô hợp. Phải là tôi phải nói là ngưỡng mộ cái Lisa Vũ ở bên Úc. Mỗi lần tôi nghe Lisa Vũ bên Úc mà phản biện mà chống lại mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Úc, tôi phải nói là rất là hãnh diện. Một người phụ nữ, mặc dù ở một cái xứ Úc, người ta có cái cơ hội để người ta sống với những cái cuộc sống nó sung túc, và người ta đã có cái cuộc sống về vật chất nó đầy đủ rồi. Đúng ra người ta không biết phải hưởng thụ, nhưng mà nhìn thấy quê hương đất nước của mình đang đổi mới và phát triển từng ngày và từng giờ. Rồi đi xà phủ, các bạn thấy không, đứng lên không sợ cái đám chống cộng cực ngu ở bên Úc để chống lại những cái xuyên tạc của chúng nó. Phải nói là chúng ta cần phải ủng hộ những người như vậy, và ủng hộ tất cả những anh em nào có cùng chung những cái tiếng nói đập tan những cái luận điệu xuyên tạc của cái lũ chống cộng mất dạy ở trên cái không gian mạng này. Chiều xe đông ghê. Nói chung thì cái xã hội Mỹ này, anh chị em các bạn biết, đời sống nó rất là tất tần tật, chứ không phải giống như cái đám chống cộng cực ngu nó lên mạng nó láo luôn. Ở bên này sống mà chật, chỉ cần đi chật đường gầy một cái thôi là coi như là cả cuộc đời và sự nghiệp của mình tan theo mây gió, chứ không phải giỡn đâu. Thì lại mình chia sẻ với anh em, anh chị em các bạn về vấn đề đó đây. Thì thôi, xin chào anh chị em các bạn, hẹn gặp sau nha. Bye bye.